công trình xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua tỉnh Hậu Giang, có ý nghĩa rất lớn cho sự phát triển của tỉnh. Đến hết tháng 7 vừa qua, công tác kiểm đếm nhà ở, công trình, vật kiến trúc, hoa màu bị ảnh hưởng dự án đạt 100%. Công tác lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đạt 90% số hộ và diện tích đất cần thu hồi. Hôm nay, tỉnh chi tiền hỗ trợ bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng dự án. Hay tin tỉnh chi tiền hỗ trợ bồi thường thực hiện công trình xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua tỉnh Hậu Giang. Ông Nguyễn Khởi Hành đến sớm thực hiện các thủ tục liên quan. Ông bị thu hồi 4.700 mét vuông đất ruộng, tổng số tiền được hỗ trợ bồi thường hơn 930 triệu đồng. Hôm nay là đến đây là nhận tiền bồi thường trên đường cao tốc đó. Tôi cũng về đang khai vụ mà làm cái gì đó hoặc phát triển cho kinh tế cho gia đình. Tỉnh mà thu hồi làm cao tốc thì nhân dân là đều phấn khởi. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan bố trí nơi hỗ trợ thuận tiện cho người dân. Trong ngày đầu, tỉnh chi tiền hỗ trợ bồi thường cho hơn 180 hộ dân. Trung tâm phát triển quỹ đất là bố trí chi trả tại ủy ban dân các xã thị trấn. Nên thì tại địa điểm đó thì cho bà con của mình đi đến nó cũng khó dễ dàng, nó thuận tiện, nó gần nữa. Cái thứ hai nó trong quá trình nhận tiền thì có những giấy tờ cá nhân để nhận tiền mà của bà con mà nó chưa có chính xác hoặc là nó bị sai thì có các anh ở địa phương là kiểm tra xác nhận cho nó chặt chẽ đúng quy định. Sau khi chi từng này thì trong tuần sau anh em sẽ tổng hợp rà soát là những bà con đã nhận tiền mà giao bằng thì sẽ có đề xuất cơ quan thẩm quyền là khen thưởng cho bà con. Dự kiến trong tuần này tỉnh sẽ hoàn thành chi hỗ trợ bồi thường cho 1.876 hộ bị ảnh hưởng với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng. Việc tập trung chi trả kinh phí giải phóng mặt bằng đúng kế hoạch, đảm bảo trình tự là yếu tố quan trọng để dự án được thực hiện đúng tiến độ, đáp ứng niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân. Thưa quý khán giả, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm nay, góp phần liên kết phát triển các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, toàn tuyến chậm gần 6% so với kế hoạch đề ra. Trước tình trạng này, các đơn vị thi công tăng tốc thực hiện. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng có 4 gói thầu xây lắp. Trong đó gói thầu số 1, số 2 thuộc địa bàn thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang dài hơn 9 cây số, tổng giá trị thực hiện khoảng 580 tỷ đồng. Để đề khối lượng giải ngân đạt khoảng 48%, đúng tiến độ theo quy định. Kết quả này có được là nhờ mặt bằng sạch giao đến đâu, nhà thầu thi công đến đó. Đảm nhiệm thi công gói thầu số 2 đoạn thuộc thành phố Ngã Bảy, công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Cường tăng cường thực hiện ngay từ khi dự án khởi công, đến nay đạt hơn 45% tiến độ. Đơn vị thi công đang tập trung toàn bộ nhân lực, thiết bị, vật tư để thi công, tận dụng tối đa thời gian để thi công. Nhưng mà nó chỉ có vướng 4 hộ, 6 vị trí còn đang vướng mặt bằng. Nếu như trong tháng 10 này mà chủ đầu tư và chính quyền địa phương mà tạo điều kiện mà giải quyết được 6 hộ này thì đơn vị thi công sẽ quyết tâm đến 31 tháng 12 là thông xe kỹ thuật. Gói thầu số 3 và số 4 thuộc huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng dài gần 11 cây số, tổng giá trị thực hiện trên 430 tỷ đồng. Khối lượng giải ngân hiện tại đạt khoảng 54%, chậm 9% so kế hoạch. Trong đó gói thầu số 4 do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Định An, tổng công ty xây dựng Nghệ An đảm nhiệm thi công, chậm nhất so với các gói thầu còn lại. Nguyên nhân là do nhà thầu chưa tập trung nguồn lực tài chính để đẩy nhanh tiến độ công trình. Mấy ngày qua, nhà thầu tăng cường thêm 30% nhân lực, thiết bị máy móc để đẩy nhanh tiến độ gói thầu này. Nhà thầu đã bổ sung toàn bộ máy móc, thiết bị, nhân vật lực và vật liệu để cho nó đẩy nhanh tiến độ gói thầu, để cho nó đáp ứng kéo lại những cái thời gian mà do mưa gió nó bị chậm tiến độ. Đấy, nhà thầu sẽ cố gắng hoàn thiện theo cái gói thầu này sẽ về đích cùng với lại các gói thầu khác. Đợt vừa rồi là do bão lụt với lại chiều cường lên nó cũng ảnh hưởng một phần về cái tiến độ, nhưng mà sau cái thời gian này thì các nhà thầu cũng đang tập trung tối đa nguồn lực với lại máy móc thiết bị, đang cố gắng bù lại cái phần tiến độ đang bị chậm. Thì nói chung thì đánh giá là
là cũng tương đối ổn, thì khoảng cuối năm là sẽ cố gắng là thông tuyến theo đúng kế hoạch. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng dài gần 20 cây số, tổng mức đầu tư hơn 1.680 tỷ đồng. Nhà thầu chậm tiến độ đang nỗ lực khắc phục để dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm nay.